Hello，大家好。我们是越南的美食嘛。今天呢，我们炸鸡肉。炸鸡腿。对，鸡翅膀。有好多了，还有啊，小花的弟弟刚下课。妹妹。妹妹。Em mới nghỉ à? Thế chiều phải đi học không? Không. Đói chưa? Rồi. Đói rồi à? Ta đang đi học. Đúng, ta đang học mà. Hôm nay. Học. Hôm nay cùng họ ăn tại nhà mà, ít chỉ chứ cha râu. Hôm nay là sư châu mua bà. Họ mình lái máy hẳn tua, xe họ mình ít chỉ chứ. Lại, chào bà. Xe họ cũng giao sang khơ là. Lớp mấy rồi nhỉ? 10 mấy? 22 ca mấy ta? Lớp 6 là 11 tuổi à? Ừ. À, sự y... Sự y xoay, không biết. Chứ lý của anh Mãi là... Sự y hứa mà. Hà nào y hoài... Mà mình y chỉ chứ. Chính thiên thì mình nhập vụ giao sang cửa. Chị Điên hái xạo ủy rồi, xuyên nó cũng đang chú truy. Xẻo hoa tha dở chai cha mà, xạo ủy bà. Truy căn đồng hồ bất lẻo. Tha chai căn mà. Tha chai đánh củ. Đang chơi cái gì đây? À, thà mình nhậu quán chứ quán truy là. Ăn cơm chưa? Đức ơi, ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi à? À, thầm ơn tao chưa quán ủ phan là. Hello. Đang làm gì đây? Bố mẹ đâu? Ngủ rồi á? Chị em thất lạc kìa. Đâu? Anh áo thấy à? Áo của chị em á? Hay cái gì? Không giống là... màu giống nhau thôi. Ý là bọn em là màu giống nhau. À, thì mân lẻ cưa. À, ý chỉ cho cái... Y phụ à? Chị mày thất là. Hả là xe à, ở mân tầng xe ý hoài chứ. Ở mân lái chưa tiên. Xin là pháng chứ chứ mà. À nhớ mình nhờ. Chắc lại chưa tiên ở mân chứ đâu. Wow. Wow. Xin là pháng chứ. Hảo ta. Thế mấy nữa em ngủ ở đâu? Em ngủ đây à? À, trước bên dầu à, lẻ cướp pháng chiên. Trước là chú pháng mà. Trước bên sư à, chú pháng. Sao? Mày không biết lại pháng. Đấy, chị Điên ở bên mải à, đâu cô lái hẳn tua là xẻo hoa. Tăng rán. Gọi bố mẹ ra ăn. Gọi bố mẹ với cả Đức này, với cả em gái kìa. Sủi sao cháu chỉ hứa. Chào chú. Sủi sao cháu chỉ hứa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 hứa. Hay là cái thủ tâu. Chứ mà. Tầng tầng đi xa xem mà. Chú. Vâng. Đang ngủ chưa à? Thế chiều đi làm gì không? Chiều đi làm gì không? À, đi xem lúa. Đi trồng quế. Trồng quế à? Ừ. À. Tha cha hái dầu à, hái chung quế su mà. Thế hôm nay bọn cháu mua đùi gà chiên với cả cánh gà chiên ra nhà mình cùng ăn. Ơ thế nhà mình xây này là xong rồi nhỉ? Đúng rồi, cháu sửa xây làm. Thế à? Thế có ăn nhà mới không? Không. Không vào nhà mới à? Nhà bếp. Nhà bếp. Thế làm cửa nữa là xong rồi đúng không? Ừ. Đi mọi người ngồi đi. Mọi người ngồi cùng ăn đi. Thôi cho em gái của Hoàng hai suất nhá. Ăn hai suất nhá. Cho bạn hai suất. Chứ lì hiểu à, chi tuổi hứa chi chưa bạn mà. Giờ có nhà mới này thì tiện rồi nhỉ. Không sợ bẩn các kiểu rồi. Đúng rồi. Cái này xây hết bao nhiêu? Cái này xây hết bao nhiêu? 90 triệu. 90 triệu à? Ăn thôi cô chú mấy người một suất. Vâng, vâng, cứ ăn đi. Vâng, vâng. Thế thôi.
Sen ba. Cô ăn gì đây? Ăn cánh hay là ăn đùi? Cái gì cũng được. Nhưng mà cứ thả vào. Thả vào đấy thôi. Đấy, chín thiên mà, mải mấy sứ của lái cân xẻo hoa rồi trai chỉ chư. Người chín thiên tham ăn của nhau truy căn đồng hóa mà. Sao ủy đã? Sắp nhà chú sắp cặt chưa? Sắp cặt rồi. Mà khoảng mấy tuần nữa? Một hai tuần nữa. Mấy ngày nữa rồi á? Ồ. Chà chi rau. Chà chi rau. Chà chi rau. Đây. Chà chi. Cô bóp cái đúng rồi, cô bóp ra, bóp cái đấy ra để chấm. Ở bên mày có lái hẳn tua à? Lái chứ. Ăn nha. Ừ. Chú bóc được không? Bóp để đấy luôn. Học chưa mà sẽ hóa? Học chưa mà? Học chưa. À. Đây còn mấy suất này. Ngon không chú? Ngon lắm. Cái này rất là ngon. Cô thấy ngon không cô? Ngon mà. Ngon không? Hả? À. Trời, ăn hai suất nhá. Này, cho một hộp này nữa. Này. Đi học về muộn nhất. Cũng đói rồi đấy nhở. Ngồi xe đạp có mệt không? Xeo chú. Ta đã ăn học chữ là sư mà. Cha chi râu mà. Con cơm. Con cơm là cơm là. Con cháu cũng ăn rồi mà. Gặm một miếng đấy luôn phần. Xeo hoa. Chị Thiên giao truy can thử mơ mà. Chị Thiên sao ạ? Truy quan hùng hùa mà. Chị Thiên hái giao truy à? Truy can thử mơ. Trùng quê. À. Trùng quê su. Nhà chú trồng nhiều không? Trồng hơn 1.000 cây. Hơn 1.000 cây à? À. Tha cha trùng ít chiến khứa su, quê su mà. Đẹp trắng. Em trai không đói à? Không. Chắc không thích ăn thịt đâu. Ừ, không thèm ăn. Xẻo hoa được tí tí mà, cô chỉ ăn chú râu đó. Thích ăn mấy rau củ này hay cái gì đấy? Nó thích ăn đậu này. Ăn đậu phụ. Ăn hoa chuối đấy. À, thật xẻo hoa được tí tí mà chỉ ăn chú tàu phụ. Ơi, nhà anh làm đậu này, mấy nữa anh mang ra mấy cân cho nó ăn nhá. Ăn dần. Cái này có giống, vâng, cái này có giống gà mình không chú? Mình giống mà. Mình giống à, nhưng mà cách làm nó ấy nhở. Ơ chú, chú ăn cái này, loại này bao giờ chưa? Chưa ăn bao giờ? Cô chú chưa ăn bao giờ đúng không? À. Thế bạn này có ngon không? Ăn bao giờ chưa? Chưa ăn cái này bao giờ? À. Chưa, quên. Thôi bị kiến đếp mình chưa trong nào. Ăn rồi nhưng mà quên rồi đúng không? Ấy, xin thiên mà, giả sư của lại chai nó gờ xin được phản trừ của mình là ý chỉ trừ râu chưa phản trừ ý chính cai hảo là bà chưa phản trừ sư san quan trần minh pi san quan chủ dâu đã chưa có ăn hơi lái đâu. Ui ui, đây ra đây ngồi đi. Ra đây ngồi. Lấy ghế này ngồi. Nè, đúng không?
Ngon à? Úi giời ơi, ngon không Đức? Ngon không? Ngon. Like một cái, dùng tay like một cái. Rất ngon. Ừ, đi rửa tay đi, đi rửa tay đi lên. Rất ngon. Đây, đây, nước đây này. Xí sổ, xí sổ. Đi á. Rất ngon. Xí á. Đấy, chính ta cha chư. Cha chư đâu mà. Phải hỏi chưa? Quán nó lúng không bao giờ nó đổ cho em trai băng tì phang là treo mà đúng rồi gặm luôn thì xem nó nào gặm nĩ ha ăn đi ăn đi ăn đi miếng to bọc thôi con chó nha con chó nhà chú cháu mang đi được 4 cân hơn rồi đấy nó ăn tốt thì nó to đúng rồi lớn nhiên bây giờ to lắm cái này nó cũng có cái gì ăn rồi Đức đi có gặp chó không có gặp chó ở nhà anh không cháu đi tập thôi cầu giờ giàu của thấu chưa đạt ở mân nhỏ phân tham mân dễ nhỏ phân đây còn có 2 suất tí nữa cất xong rồi chiều tối ăn nhé hoa nhé đó ở mân chuẩn bị giao hồi cha là cảm ơn thầy chỗ thôi bọn cháu về đây nhá thôi bọn cháu về luôn đây à, thôi ở đây à hả thì mân lẻn cơ cha chưa lỉ mà đấy về cha là anh về nhá hoa ơi bye 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 cả nhà nhá bye bye tới chiên tới chiên à chiên thiên và chân được khai xin của mân mày à cha chỉ đâu cô lái cần tham vấn đi chỉ chư nải à mấy giờ là mấy giờ là tha khó cỡ ai à hả đây ta ta khăn chính chủ ý xa chứ cơ chú pháng thỉnh ta được chiến thiên một mân đợt xuất hình giờ chia su lợi xin chia ra cha quán khan sa trí gia chiên bye bye, bye.